vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc Chuyển Động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sơn La cấp mã số vùng trồng cho nông sản xuất khẩu. Phú Thọ, những bông hoa sáng kiến. Độc đáo cuộc thi đẩy xe đạp thổ tải đạn tại lễ hội Hoa Ban tại Điện Biên. Cuối chương trình sẽ là thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được các địa phương trong tỉnh Sơn La chú trọng thực hiện, đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao uy tín của nông sản Sơn La trên thị trường. Đến nay, tỉnh Sơn La thực hiện cấp 293 mã số vùng trồng xuất khẩu, trong đó đang duy trì 211 mã số vùng trồng cho 7 loại cây trồng với tổng diện tích 3.085 ha, phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, Úc, Mỹ, New Zealand, EU và một số thị trường khác. Để đáp ứng yêu cầu cấp mã số vùng trồng, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp với các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực áp dụng sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn và tham gia chuỗi liên kết trong sản xuất để có số lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật sản xuất tại các mã số trồng phục vụ xuất khẩu. Thời gian qua, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu chú trọng việc khuyến khích các nhóm hộ, hộ gia đình thu hút, đồng hành cùng các nhà đầu tư vào khảo sát, lập dự án trồng sâm Lai Châu trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 10,4 ha sâm Lai Châu được trồng trên địa bàn các xã Giang Ma, Hồ Thầu, Khun Đá, do một doanh nghiệp, 4 hợp tác xã, 48 hộ nhóm hộ trồng. Có 2 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao được làm từ lá sâm Lai Châu. Có 4 cơ sở sản xuất giống với tổng diện tích 3,13 ha, trong đó có 2 cơ sở đã được cấp mã số cơ sở trồng. Tổng quy mô cây giống được sản xuất đạt trên 1,5 triệu cây một năm. Không chỉ ưu tiên mở rộng diện tích dược liệu quý theo kế hoạch, huyện Tam Đường còn có nhiều cơ chế phát triển cây dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Thời gian qua, tỉnh Hà Giang luôn chú trọng tập trung phát triển chất lượng dịch vụ du lịch nhằm tăng cường sự hài lòng của du khách thông qua cải thiện chất lượng dịch vụ tại các điểm du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn ẩm thực. Năm 2023, tỉnh Hà Giang đã đón 3 triệu lượt khách, trong đó có 282.000 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt trên 7.000 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm 2024, lượng khách đến tỉnh đạt trên 550.000 lượt, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023. Hạ tầng dịch vụ du lịch đã đáp ứng cơ bản nhu cầu lưu trú, ăn nghỉ của du khách, nhất là vào các thời điểm số lượng khách tăng cao đột biến. Để duy trì và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng về du lịch, tỉnh Hà Giang đang chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, nâng cấp cơ sở vật chất gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ. Tại tỉnh Tuyên Quang, thời gian qua, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm với mô hình camera giám sát an ninh hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Huyện Hàm Yên mới đây có thêm 25 camera được lắp đặt tại xã Thái Hòa ở các tuyến đường huyết mạch, khu vực giao lộ, hoạt động 24/24 giờ. Tất cả các dữ liệu được ghi lại và truyền về máy chủ tại công an xã, tạo thuận lợi cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm. Những chiếc camera này là kết quả của quá trình xã hội hóa. Từ khi có camera an ninh, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt. Các vụ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội giảm nhiều so với trước. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân ở đây đều thấy được lợi ích, hiệu quả mà mô hình đem lại, đồng lòng tích cực ủng hộ tham gia đóng góp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được các cấp công đoàn tỉnh Phú Thọ phát động sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia. Nhiều mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn được ứng dụng trong thực tế, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Trong xưởng máy luôn ồn ã tiếng động cơ, 15 năm nay, chị Nguyễn Thị Hồng Thanh luôn cần mẫn với công việc của mình. Là người công nhân trực tiếp sản xuất, từ những việc thường ngày tiếp xúc với công cụ máy móc, nữ công nhân dệt này đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại lợi ích cho công ty. Tôi cùng với các chị em trong nhóm tổ đã cải tiến ra việc là lên cúi ghép, cúi
máy thô đồng loạt thì giảm được thiểu được mối nối, nâng cao năng suất chất lượng và quý hồi tiêu hao bông phế thì giảm. Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh của chúng tôi trong năm vừa qua thì đồng chí có những cái sáng kiến cải tiến về cái dây chuyền thiết bị. Cái mục đích của chúng tôi là làm sao để quan tâm hết sức đến công nhân lao động nữ, đảm bảo được cái đời sống việc làm và cái ổn định thu nhập. Cùng mang tâm huyết tìm tòi sáng tạo để ứng dụng vào thực tiễn công việc, chị Ngô Thị Thu Trang, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cosmos 1 cũng đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực tham gia vào chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động thời gian qua. Đối với một ngành cơ khí rất là khô khan thế này, mọi người có thể nghĩ là chỉ có các anh nam giới mới có thể làm tốt. Nhưng mà tôi muốn mọi người biết rằng là phụ nữ chúng tôi cũng có thể làm được. Và tôi, bản thân tôi cũng đã làm được qua các đề tài sáng kiến, cải thiện về chất lượng trong về công việc của mình. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở thúc đẩy cái việc chăm lo, đặc biệt là chăm lo đối với lao động nữ để người lao động nữ yên tâm sản xuất, yên tâm công tác, sẽ gắn bó với doanh nghiệp để đưa ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp ngày càng bền vững. Bằng nhiệt huyết, niềm đam mê và tinh thần lao động hăng say, nghiêm túc, những nữ cán bộ, người lao động trong các đơn vị doanh nghiệp đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc. Các chị chính là những bông hoa ngắt hương trong vườn hoa sáng kiến, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đội ngũ người lao động thời đại mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, nằm trong khuôn khổ các hoạt động của năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024, ngày 17 tháng 3 tại khu vực di tích trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, hầm Đờ Cát, tỉnh Điện Biên, giải thi xe đạp thổ tải đạn đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân du khách tới xem, cổ vũ và trải nghiệm. Với mong muốn tái hiện lại hình ảnh những chàng trai cô gái dân công hỏa tuyến đẩy những chiếc xe đạp thổ chở hàng nghìn tấn lương thực, vũ khí vào chiến trường phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã tổ chức giải thi xe đạp thổ tải đạn, thu hút gần 60 vận động viên tham gia với 10 đội nam, 8 đội nữ đến từ các huyện, thành phố. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Hợp tác xã Nông sản. Môn đua xe đạp thổ tải đạn chúng tôi đưa vào để tổ chức trong khuôn khổ lễ hội ban để làm sao tái hiện cơ bản nhất những sự khó khăn vất vả của cha ông trong quá trình vận chuyển lương thực, đạn dược lên chiến dịch Điện Phủ năm 1954. Hơn 21.000 chiếc xe đạp thổ thô sơ đã làm nên một con đường vận tải huyền thoại, con đường của ý chí sức mạnh toàn dân. Để tái hiện lại con đường đó, các đội thi đã tham gia thi đấu trên cự ly quãng đường dài hơn 450m. Mỗi đội có 3 vận động viên, một người cầm lái, hai người vừa giữ vừa đẩy xe thồ di chuyển qua các chướng ngại vật đến điểm thi tải đạn. Sau đó các vận động viên vác hòm đạn di chuyển qua các chướng ngại vật để về đích. Em cảm thấy rất là vui và ý nghĩa khi mà được trực tiếp tham gia cuộc thi. Và từ những trải nghiệm của hoạt động này thì em đã thấy được là những cán bộ chiến sĩ ngày xưa là rất là khổ và vất vả khi mà phải tải lương thực và vũ khí lên Điện Biên. Tại cuộc thi, người dân và du khách cũng được khuyến khích tham gia đẩy xe đạp thổ để cùng trải nghiệm và hòa mình vào không khí của lễ hội. Qua đó giúp người dân hiểu về công tác hậu cần, đưa lương thực vũ khí từ hậu phương đến tiền tuyến, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây 70 năm. Là một khán giả xem chương trình cũng như là được trực tiếp tham gia trải nghiệm thì cảm thấy là rất là bồi hồi và xúc động. Thì tham gia trải nghiệm thì cảm thấy được cái sự vất vả mà của các anh hùng ngày trước đã vất vả khi mà đẩy được lương thực lên trên Điện Biên để tạo ra một cái chiến thắng lịch sử như thế. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba cho các đội xuất sắc. Trong đó trao 2 giải nhất cho đội nam thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đội nữ thuộc trường Trung học phổ thông Phan Đình Giót. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 18 ngày 19 tháng 3 năm 2024. Tỉnh Lào Cai nhiều mây, sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều hừng nắng, vùng cao trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Tỉnh Lai Châu có mưa nhỏ và mây vài nơi, đêm về sáng trời lạnh, trưa chiều hừng nắng, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ.
Tỉnh Điện Biên, trời quang mây, đêm về sáng trời lạnh, gió nhẹ. Trưa chiều hứng nắng, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Tỉnh Sơn La, trời quang mây, đêm về sáng có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều hứng nắng, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 27 độ. Tỉnh Yên Bái, sáng có mây vài nơi, đêm về sáng có mưa rải rác, trưa chiều hứng nắng, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ. Tỉnh Hà Giang, trời có mây vài nơi, đêm về sáng trời lạnh, trưa chiều hứng nắng, vùng núi trời lạnh, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Tỉnh Tuyên Quang, trời quang mây, đêm về sáng trời rét, gió nhẹ, trưa chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Tỉnh Phú Thọ, sáng trời nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.